Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Liêu Sài Gòn TV. Chúng tôi xin hân hạnh chào đón quý vị một lần nữa trở lại với show Nghệ sĩ với cung đàn. Kính thưa quý vị, thấm thoát mà đến hôm nay, chúng ta đã bước sang show số 21 với sự cố gắng rất nhiều của các anh chị em trong ban thực hiện của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Vì chắc quý vị biết những khó khăn trong mùa dịch Covid này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và gửi những lời khen tặng khích lệ cho các show nghệ sĩ với cung đàn mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Show nghệ sĩ với cung đàn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả của Đài Liêu Sài Gòn TV những tiết mục văn nghệ với sự góp mặt của các anh chị em nghệ sĩ ở khắp nơi, cũng như những nhạc phẩm mà quý vị sẽ được thưởng thức những sáng tác mới của các nhạc sĩ. Kính thưa quý vị khán giả của Đài Liêu Sài Gòn TV, như chúng tôi đã có dịp giới thiệu về nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trong những show nhạc nghệ sĩ với cung đàn trước đây. Ông đã sáng tác khoảng 50 ca khúc, tất cả đều là những bản nhạc tình ca. Theo như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có tâm sự, ông viết tình ca là cho chính mình, bằng cảm xúc thật của mình. Ông không viết nhạc cho mọi người, nhưng những tâm sự của ông chính là nỗi lòng của những người đang yêu. Nên dòng nhạc tình của ông được rất nhiều người yêu mến. Một trong những bản nhạc tình tiêu biểu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là bài hát Tình Khúc Buồn, phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa. Những yêu thương bất tận, tiếng nói của những con tim xao xuyến yêu nhau, với những lời dịu dàng, đầm thắm của một đời để yêu và một đời để tưởng nhớ sẽ được gửi đến quý vị khán giả qua tiếng hát của ca sĩ Cao Minh Khoa ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Oh.
Kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là bài Tango cho riêng em, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Nhạc sĩ Hoàng Nguyên là một nhạc sĩ tên tuổi, gốc người Nghệ An, nhưng ông sinh sống tại Đà Lạt và là tác giả ca khúc nổi danh Ai lên xứ hoa đào. Ông viết bài Tango cho riêng em để ca ngợi mối tình mới chớm nở với người yêu dấu. Một bài Tango anh viết cho riêng em để tặng cho em ghi dấu tình yêu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm như mộng ban đầu. Kính mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Phi Loan. Một bài tango anh viết cho riêng em, để hồn lâng lâng theo tiếng nhạc em, cho nhớ thương sao dài thêm, cho bướm bên hoa đẹp thêm, thức giấc anh gọi tên em. Dòng nhạc em mềm như lá thu bay bay, nụ cười hôm nào như vẫn còn đây, môi mắt kia trong vòng tay anh uống cho say thật say, cho hết men tình hàng ngày. Yêu em như sóng tràn, tựa ngàn non cao tựa biển lớn. Yêu em như cung đàn, còn yêu tiếng hát lời thơ. Một bài tango anh viết cho riêng em, để tặng cho em ghi dấu tình yêu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm xây mộng ban đầu. Tường ngàn non cao tựa biển lớn. Yêu em như cung đàn, còn yêu tiếng hát lời thơ. Một bài tango anh viết cho riêng em, để tặng cho em ghi dấu tình yêu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm xây mộng ban đầu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm xây mộng ban đầu.